Đây, xin chào tất cả mọi người đang xem nha. Thì hôm nay sẵn dịp hôm nay là mình cũng hướng dẫn cho học viên của mình cách lấy cái tay cơ bản. Thì sẵn đây thì mình cũng quay video này và chia sẻ lại cho tất cả các bạn nào mới học nghề và tìm hiểu cách lấy cái tay nha. Thì đầu tiên muốn lấy cái tay thì mình sử dụng một sản phẩm lấy cái tay mình mua ở ngoài chợ, một sản phẩm có sẵn, hai là có thể mình mua từng món và mình chọn lựa những cái phần cái sản phẩm đó, những cái cây đó phải thích hợp để đừng có bị bén quá nha. Đầu tiên thì muốn được lấy cái tay thì các bạn phải sử dụng lưỡi lam để vào một cái dao cạo nhỏ. Đây sẵn mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách vào lưỡi lam trong để mình cạo lông lỗ tai nha. Đầu tiên mình sẽ dùng miếng lưỡi lam, mình sẽ cắt một phần bén nó đi. Đây. Giờ mình sẽ vô lưỡi lam. Đây, rồi mình sẽ bẻ lưỡi lam như thế này ha. Đó. Rồi tiếp tục nữa. Các bạn là lưu ý là nhớ nha, dùng một vật gì đó giữa cái phần gốc này để không mà mình vô mình cạo lông lỗ tai khách hàng á là sẽ dướng phần gốc này nè, đứt khách hàng nha. Đây. Mình sẽ đánh cho nó đừng có bén nữa nha. Đó. Xong. Tiếp tục thì mình sẽ sử dụng cồn để mình vệ sinh cái bộ đồ nghề của mình. Đầu tiên là mình cũng phải vệ sinh cái dao cạo của mình trước. Ha, xong rồi mình sẽ gấp cái dao cạo nhẹ nhàng vào để dao cạo của mình không có bị lục lưỡi lam nha. Tiếp tục. Cái này là cây gấp nha mọi người. Cái này là cây gấp. Cây gấp này là cây này là có tác dụng giúp mình gấp những cái phần cứ ghế trong lỗ tai ra, những phần dơ trong lỗ tai ra. Còn cây này là dùng để cạo lông lỗ tai. Cái này thì chắc các bạn cũng biết, đây là cây bông tâm, bông sấy. Còn đây là hai cây này, cây này là cây nại, cũng gọi là cây ben. Để mình nại cứ ghế ra. Còn cây này là cây móc. Thứ nhất là cây móc này dùng để có tác dụng là gà trong lỗ tai khách hàng coi cảm nhận coi có điểm nào có cứ ghế trong đây không, hoặc là loại bỏ những cái phần thừa ra. Còn cây này cũng tương tự như vậy. Và cái này thì nó được dưới làm mình khi mình móc trong những cái phần trong màng nhĩ sâu ở trong á, nếu mà dùng cái này nè nó đỡ có cảm nhận đau khách hàng hơn bằng cái cây này nha. Thì bây giờ mình tiến hành vô mình móc, mình sẽ chia sẻ nữa tiếp tục nha. Lò xo này mình sẽ gài vào trong màng nhĩ khách hàng luôn ha, mình sẽ đi thẳng vào trong luôn rồi mình cảm nhận đó, chỗ nào nó còn cộm là mình sử dụng một cái ben đó mình nại tiếp. Đây, và cũng có thể là mình loại bỏ những cái phần hồi nãy mà mình móc rồi đó, nó còn rớt những cái bợn á, mình không thể nào gấp được á, mình sẽ sử dụng cái cây này luôn để mình lùa nó ra. Đó, mình sẽ sử dụng tiếp theo, mình sẽ sử dụng cái bông sấy thì mình phủi những cái phần li ti này để mà mình dễ nhìn hơn nha. Đó, mình sử dụng cái móc lò xo này nè. Cái móc lò xo này có đặc điểm của nó là làm rất là nhẹ, nó không có đau khách hàng. Thứ hai nữa nó tạo cảm giác của mình á vô lỗ tai khách hàng nó đã ngứa lắm. Nó không có bị ê như cái cây móc kia. Đây. Nhẹ nhàng là mình gà những cái chỗ mà nhạy cảm á, như màng nhĩ rồi á thì nó không có, nó hạn chế cái mức độ đau ê lại. Đó. Thì mình làm hoàn thành xong thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình hướng dẫn cho các bạn sấy lỗ tai cơ bản. Thì lúc nào mình lưu ý là lúc nào mình cầm những cái vật dụng của mình móc lỗ tai là mình cầm ở ngoài đầu này, chứ đừng có cầm vô sâu đây ha. Cầm vô sâu đây thì tác động của nó rất là nặng, cho nên là tay mình nó mạnh đó, rất là dễ đau. Bây giờ mình sẽ sấy. Thì sấy thì trước tiên đầu tiên á mình sẽ phủi xung quanh ha cho sạch hết. Đây, mình sẽ sấy từ ở bên ngoài này mình sấy vào trong.
Cái này là thứ nhất là mình làm sạch lỗ tai khách hàng, thứ hai đó, mình tạo cái sự cảm giác lạ cho khách hàng nha. Đây, rồi mình móc thì mình nhớ là căng cái lỗ tai khách hàng ra cho nó rộng ra tí nha, cho nó dễ nhìn. Đây, tiếp tục là mình sẽ sấy vào bên trong. Thì đầu tiên là mình sẽ sấy từ từ nhẹ cái tay mình di chuyển nha. Các bạn nhìn cái lòng bàn tay của mình đi nè. Đây, các bạn thấy nha, xe nhẹ nhàng từ từ thôi. Đây, càng đi sâu sâu mình từ từ. Đây, thì móc sấy lỗ tai này, thứ nhất á, mình không có đèn thì mình cũng có thể cảm nhận bằng cái đôi bàn tay của mình. Thứ nhất là mình cảm nhận cái biểu cảm của khách hàng. Thì các bạn biết có cái khách hàng á, thí dụ người ta đau thì sẽ cảm giác khác, còn cảm giác người ta cảm thấy thích thú á, thì cảm giác cơ thể thích thú á, thì nó sẽ có cái biểu hiện khuôn mặt nó khác đó. Thì mình sẽ tùy theo ứng biến, ví dụ như đau thì mình có thể mình lấy ra ngoài tí, hoặc là làm nhẹ lại một tí. Còn nếu máy thì mình có thể mình đi sâu vào một tí. Đây, mình sấy nhẹ nhàng, đây sấy qua tua hết luôn nha. Khi mà mình sấy mình cũng phải di chuyển cái tay của mình xung quanh để tạo độ cảm giác cho khách hàng. Đó, khi mà mình sấy vô trong tới cái màng nhĩ của khách hàng á, mình sẽ có cảm giác như là nó cộm và nó nặng cái tay của mình lại, là lúc đó là cái bông sấy của mình đã chạm vào trong cái màng nhĩ rồi, vừa rồi ha mọi người. Đó. Đó, tiếp tục thì mình sẽ lấy ra. Đó, thì bây giờ là mình sẽ dùng một ngón tay mình sáng vào trong chỗ này, trong lỗ tai khách hàng, cho đỡ cảm giác của khách hàng nó đau nữa. Và mình búng một cái cho lỗ tai khách hàng nó thông ra lên ha. Đó, thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn về cái cách lấy tay và công dụng của cái bộ sản phẩm này. Thì cái bộ sản phẩm này nó còn có một cái cây á, cây loại mà nhọn hai đầu mà gấp giống như cái chĩa vậy đó. Thì mình có thể cái đó là công dụng khi nào mà người nào có cứ lấy có cái tay nhiều á, thì người ta sẽ dùng cái đó đó, người ta xe lại người ta kéo ra. Đó, công dụng đó, nhưng mà cây đó thì mình sẽ không có dụng nữa, mình đã bỏ qua một bên rồi. Đó, thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn nào mới học nghề gì đó, hay là muốn tìm hiểu về cách lấy cái tay đó, thì các bạn vào xem và tham khảo, nếu hay thì nhớ like cho mình nha. Thì nếu rồi bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp nữa nha. Gồm có đây là tế tạo, đây là chai chấm, và đây là bột rửa mặt. Em sẽ hướng dẫn từng bước cho mấy chị về nhà mình sử dụng nha. Đây là chấm tàn nhang, gồm gỗ, nám, mụn, thâm. Đây là một cái lọ trong cái đó này. Khi bắt đầu mấy chị mà chuẩn bị mình thứ nhất là tàn nhang, hoặc là rổ, nám lâu năm, hoặc là mụn mà về những mụn mà dạng như mụn thịt, hoặc là mụn dị ứng á, thì đây em sẽ hướng dẫn nha. Đây, nó có một lọ như thế này. Trước khi mấy chị chấm á, thì mấy chị nên rửa mặt sạch qua cho em trước, rồi bao giờ chị dùng cái này là cái tăm nhọn nha. Ví dụ như là trên mặt mình